Tiền đây ta có mấy lời muốn bây giờ nói ra. Từ xưa có lắm đứa thích tớ nhưng chưa hề rung rinh với một ai. Vì tớ ghét mấy đứa mất nét thích những người ngoan nghi như cậu ấy. Giờ thì tớ đã thấy thích thích nên không vòng vo nói luôn lúc này. Vậy đằng ấy nếu muốn ta hẹn hò nhé. Đồng văn ý tớ cũng nghĩ thế nhưng hơi ngại nên chưa kêu được ra. Mà Hà đã nói chưa khiến tớ eo ôi thật vui y như ngày Tết. Kể từ lúc bạn bước vào lớp, tớ cũng được bước vào lớp. Lúc bạn ngồi cạnh tớ chính là lúc gặp crush. Từ đây mỗi khi lên trường đều luôn vui.